Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với bài giảng tiếng Anh giao tiếp tiếp theo của HelloCoffee.vn. Trong bài học này thì chúng ta sẽ học về một chủ đề cũng khá thông dụng trong tiếng Anh, đó là job interview. Như vậy, cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn bạn phải lưu ý đó là ngay cái tiêu đề của chúng ta có interview, là phỏng vấn, cuộc phỏng vấn. Và đối với chữ này, nếu mà bạn đọc interview thì vẫn không sai, vẫn đúng, chúng ta sẽ nhấn vần một, ok. Nhưng mà khi nói với một tốc độ nhanh bình thường thì người bản ngữ có xu hướng người ta nếu đằng trước có n và đằng sau có t thì chúng ta có thể bỏ chữ t đi cũng được bạn nha. Như vậy, thay vì interview chúng ta có thể đọc thành interview, right? Interview, hay là chúng ta có internet thì chúng ta đọc nhanh, chúng ta sẽ đọc thành internet, bởi vì internet nó nhanh hơn internet, ok, internet, ok. So job interview, phỏng vấn xin việc, chúng ta có job, right, job interview, phỏng vấn xin việc, ok, that's good. Next, như vậy lý do tại sao mà chúng ta phải đi xin việc các bạn, bởi vì chúng ta không có việc làm, chúng ta thất nghiệp, do đó chúng ta có việc làm là employ, có nghĩa là việc làm nếu là danh từ, hay là nếu động từ thì chúng ta là thuê ai đó làm cái gì, thuê, ok. Như vậy chúng ta có employ việc làm hay là thuê ai đó làm gì thì chúng ta có phiên âm của nó là employ, có việc làm và thất nghiệp thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ chỉ việc thêm chữ unemployed thêm ed, có nghĩa là thêm ed có nghĩa là bị được, tức là bị động các bạn nha. Unemployed là bị không có, un là không có, bị không có việc làm tức là bị thất nghiệp, hay là bị không có ai thuê thì cũng là bị thất nghiệp, đúng không ạ? Hay là chúng ta có job là công việc thì chúng ta có jobless cũng là thất nghiệp, không có việc thì cũng là thất nghiệp, ok. So employed, unemployed, jobless, thất nghiệp, không có việc làm. Hay chúng ta có unemployed là tính từ thì chúng ta có unemployment, đó là danh từ của thất nghiệp. Như vậy chúng ta có unemployment rate, hay danh từ ghép thất nghiệp và tỷ lệ thì nó sẽ tạo thành tỷ lệ thất nghiệp, đúng không các bạn? Tỷ lệ thất nghiệp. Như vậy bạn nói là tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam luôn luôn rất là cao thì bạn có thể nói như sau. Tỷ lệ thất nghiệp là the unemployment in Vietnam. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam luôn luôn cao, is always high, is always high, ok. Như vậy ở đây chúng ta bắt buộc phải dùng is, bởi vì trong câu này nếu chúng ta bỏ is đi, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam rồi luôn luôn cao, câu này chưa có động từ, giờ đó chúng ta phải mượn động từ to be cho nó có động từ vậy nha. Is always high, ok, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam luôn luôn cao, hay là tỷ lệ thất nghiệp unemployed or jobless, ok. Rồi còn lý do nào nữa mà chúng ta phải đi xin việc không các bạn? Có nhiều người vẫn có việc làm rồi nhưng mà chúng ta muốn có một công việc tốt hơn, hay là chúng ta muốn thăng tiến chúng ta sẽ có là get
promotion. Get promotion à, là thăng tiến mà nha. Get promotion, thăng tiến, động từ. Okay. Promotion là thăng tiến, hay chúng ta có promotion còn có nghĩa nữa là khuyến mãi. Các bạn hay đi thấy đi qua siêu thị thì bạn sẽ thấy promotion, get promotion. Okay. Hay là chúng ta có promotion girls, là chúng ta hay gọi là PG. PG. Okay. Promotion girls là những cô gái làm về tiếp thị sản phẩm, khuyến mãi các thứ. Okay. Như vậy get promotion là để thăng tiến. Bạn có làm thế nào để tôi có thể thăng tiến nhanh, thì bạn sẽ nói như thế nào? Làm thế nào thì chúng ta sẽ có chữ thế nào, thì chúng ta sẽ có chữ how, right? Để có thể thì chúng ta sẽ dùng chữ can. Như vậy trong câu này có động từ thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ vậy nha, thay vì chúng ta mượn to be. Và có thể thì chúng ta sẽ mượn chữ can, right? How can I get promotion? Đó. Làm thế nào để tôi có thể thăng tiến, get promotion là thăng tiến quickly. Okay. How can I get promotion quickly? Làm thế nào để tôi có thể thăng tiến nhanh? Như vậy thăng tiến, get promotion. Okay. Hay là chúng ta đi xin việc là bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền. Kiếm tiền thì chúng ta có earn money. Để thăng tiến, chúng ta có phiên âm của cái này là promotion, right? Promotion, thăng tiến. Earn money để kiếm tiền for my family, cho gia đình ha. Okay. Như vậy trong cuộc phỏng vấn thì chúng ta sẽ phải có người phỏng vấn và người đi phỏng vấn, đúng không các bạn? Vậy chúng ta có người phỏng vấn là chúng ta có interview. Đó là cuộc phỏng vấn. Như vậy muốn thêm thành người phỏng vấn người ta thì chúng ta sẽ thêm đuôi er thì nó sẽ thành người phỏng vấn. Người phỏng vấn. Đó, người phỏng vấn. Interviewer. Chúng ta sẽ nhấn vần một vậy nha. Interviewer, người phỏng vấn. Người đi phỏng vấn thì chúng ta sẽ có interviewee. Như vậy chúng ta trong tiếng Anh nếu mà có hai âm e ở gần nhau, hai chữ e ở gần nhau thì chúng ta sẽ nhấn vào chính nó, đúng không? Hay là chúng ta có giống như interviewee là người, chúng ta có người đi phỏng vấn này. Người phỏng vấn thì chúng ta sẽ có người đi phỏng vấn. Người đi phỏng vấn xin việc đấy. Người đi phỏng vấn xin việc. Okay. Hay là chúng ta có employ là việc làm hay thuê. Như vậy người thuê sẽ là employer. Đó, chúng ta chỉ việc thêm LR vào vậy nhé. Employer là người đi thuê người khác, hay chúng ta gọi một chữ đẹp trong kinh tế đó là nhà tuyển dụng. Đấy, nhà tuyển dụng. Như vậy chúng ta tương tự, chúng ta có employee là cái người mà một bên là một người lao động và bên là một người sử dụng lao động, hay là nhà tuyển dụng mà nhé. Okay. Employee một nhà tuyển dụng lao động và một người lao động, tức là nếu mà bạn đi phỏng vấn là bạn cũng là một employee. Okay. Nếu mà bạn là người nhà phỏng vấn thì bạn là người phỏng vấn thì bạn nằm trong cái employer, là nằm trong cái nhà tuyển dụng. Ok. That's good. Và trước khi phỏng vấn thì chúng ta phải làm gì các bạn? Trước khi phỏng vấn thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Như vậy chúng ta có chuẩn bị là prepare.
prepare, chuẩn bị, prepare. Prepare. Okay. Prepare, chuẩn bị. Hay là chúng ta có danh từ của nó. Danh từ của chuẩn bị là preparation, preparation. Okay. Preparation. À, các bạn để ý về phát âm của nó nhé. Một cái là prepare, một cái là preparation, preparation. À, như vậy chúng ta có preparation, right? Preparation. Again, prepare, preparation. À, như vậy chuẩn bị và sự chuẩn bị là khác nhau, là khác nhau. Nhấn âm là khác nhau bạn nhé. Đọc là khác nhau, bạn phải lưu ý chỗ này. Do đó, bạn có thể đặt câu như thế này ha. Bạn nên chuẩn bị để tạo một cái ấn tượng tốt. Bạn nên chuẩn bị để tạo một cái ấn tượng tốt. Như vậy, bạn nên chuẩn bị là you. Bạn nên chuẩn bị cẩn thận. You should prepare. Đó. Nên thì chúng ta sẽ dùng chữ should. Và sau đó là vật không nữa các bạn. To make. Để tạo nên này. A good. Ấn tượng tốt là impression. Đó. You should prepare to make a good impression. Bạn nên chuẩn bị để tạo nên một ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Right. Okay. Ngoài ra trước khi đi phỏng vấn thì chúng ta nên nghiên cứu cái công ty mà bạn đang chuẩn bị đi phỏng vấn. Như vậy chúng ta có nghiên cứu là chúng ta có study. Thay vì bình thường là học tập thì nó còn có nghĩa là nghiên cứu nữa bạn nhé. Study hay là chúng ta có research. Study hay là research. Như vậy chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu the company. Cái công ty đó. Hay chúng ta nghiên cứu cái the company in industry. Chúng ta phải nghiên cứu cái ngành nghề industry. Ngoài nghĩa là công nghiệp thì nó còn có nghĩa là ngành nghề của một công ty. Trước khi đi phỏng vấn thì bạn sẽ study or research. Research, chúng ta sẽ nhấn vần 2 bạn nhé. Research, bởi vì động từ chúng ta sẽ nhấn vần 2 và danh từ chúng ta sẽ nhấn vần 1. Research and research. Okay. Bạn có thể nói câu này. Bạn nên nghiên cứu cái ngành nghề của công ty đó cẩn thận trước khi bạn tham dự một cuộc phỏng vấn. Như vậy là you should study cái lĩnh vực, cái ngành nghề của công ty là the company đó, industry. Trước khi before trước khi sau nó là một mệnh đề thì phải có chủ ngữ. Bạn tham dự attend the interview đúng không? You should study the company's industry before you attend the interview. Bạn nên nghiên cứu cái lĩnh vực kinh doanh của công ty đó trước khi bạn nộp đơn xin việc, trước khi bạn đi phỏng vấn, trước khi bạn attend, tham dự cuộc phỏng vấn. Okay. Đó là điều hết sức cần thiết đúng không bạn? Hay là bạn nên nghiên cứu về cái vị trí của mình mà bạn đang chuẩn bị gánh vác. Vậy chúng ta có vị trí position. Okay, chúng ta có p z
Position. Position. Position là cái vị trí của bạn là gì trong công ty này? What is your position? Như vậy vị trí của bạn là gì? Là gì thì chúng ta sẽ có chữ what, đúng không các bạn? Và vị trí nó là danh từ, không phải là một động từ thì chúng ta sẽ mượn to be. Thì đó chúng ta sẽ có vị trí số ít thì chúng ta sẽ dùng is. What is your vị trí position trong công ty này, in this company. Đó, hay là bạn nên bạn nói là bạn muốn gánh vác cái vị trí nào trong công ty này? Bạn muốn gánh vác. Các bạn có nhớ gánh vác chúng ta có chữ gì không các bạn? Trong những bài trước, trong bài giới từ đi với take thì mình đã chỉ cho các bạn rồi, đúng không? Gánh vác chúng ta có take on. Take on là gánh vác bạn nha. Take on. Như vậy cái vị trí nào thì sẽ là what position. Vị trí nào thì chúng ta phải để vị trí nào ngay sau chữ what bạn nhỉ? Giống như bạn nói là cô gái nào sẽ là what girl, right? Okay. Quyển sách nào sẽ là what book. Như vậy what position. Rồi bạn muốn gánh vác. Gánh vác, take on là động từ. Do đó chúng ta sẽ có động từ thì chúng ta sẽ mượn chữ phải mượn chờ động từ thay vì to be bạn nhỉ? Okay. What position do you want to? Và khi mà đọc want to trong văn nói thì chúng ta hay nói thành wanna. Do you wanna, right? Do you wanna take on? Đó. Bạn muốn gánh vác cái vị trí nào? What position do you wanna take on? Okay, alright. Ok, như vậy chúng ta sẽ có sự chuẩn bị nghiên cứu công ty, nghiên cứu cái vị trí. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết của một buổi phỏng vấn. Lý do tại sao bạn phải đi phỏng vấn xin việc bởi vì bạn thất nghiệp. Chúng ta có employ, thuê, không được thuê là unemployed, là không được thuê có nghĩa là bạn thất nghiệp. Đấy. Hay là chúng ta có jobless, cũng là thất nghiệp nha. Hay là bạn muốn get promotion là cũng là bạn muốn thăng tiến. Ok. Hay là bạn muốn earn money. Hay bạn nói là tất cả mọi người đều phải kiếm tiền để cho gia đình của mình. Vậy chúng ta có tất cả mọi người là everyone phải là everyone. Chúng ta sẽ dùng has, số ít bạn nhé. Có every, nhưng mà chúng ta lại dùng số ít. Các bạn lưu ý chỗ này nhé. Has to là phải này. Earn money. Để to feed their children, right? Đó. Để nuôi sống con cái của mình. Everyone has to earn money to feed their children. Okay. Chúng ta có thăng tiến, get promotion, earn money. Trong cuộc phỏng vấn thì chúng ta sẽ có người phỏng vấn là interviewer, người phỏng vấn. Hay là chúng ta có nhà tuyển dụng là employer. Chúng ta thêm đuôi er vào. Nếu mà người đi phỏng vấn thì chúng ta có interviewee. Hay là chúng ta có employee thì các bạn có thể nhấn employ, hay là chúng ta có thể nhấn phần cuối thì vẫn được bạn nhé. Employee hay là employee cũng được. Rồi, next. Trước cuộc phỏng vấn thì chúng ta phải có sự chuẩn bị là prepare, và danh từ của nó sự chuẩn bị là preparation, sự chuẩn bị. Đấy. Việc chuẩn bị. Và chúng ta phải nghiên cứu cái công ty đó. Nghiên cứu là study hay là research. Study the company. Nghiên cứu công ty. Research the company. Nghiên cứu công ty. Nếu mà research, nếu mà danh từ, thì chúng ta sẽ nhấn vần đầu research. Okay.
Nếu động từ chúng ta sẽ nhấn phần 2, research. Okay. Và cái lĩnh vực của công ty là industry. Industry, ngoài nghĩa là công nghiệp thì chúng ta còn có nghĩa là cái ngành nghề kinh doanh của công ty đó, industry. Okay. Chúng ta phải nghiên cứu cái vị trí. Vị trí thì chúng ta có position. Position, cái vị trí của công ty. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết cái buổi phỏng vấn nha. Như vậy, trước buổi phỏng vấn thì chúng ta phải đúng giờ. Chúng ta phải đúng giờ. Chúng ta phải hiện diện đúng giờ. Chúng ta phải có mặt đúng giờ. Như vậy chúng ta phải present. Present. Chúng ta phải hiện diện đúng giờ là on time. On time. Ok. Bạn phải có mặt đúng giờ. Là you have to. You have to present, right? Present. You have to present on time. Khi mà bạn có một cuộc phỏng vấn là when you have a cuộc phỏng vấn là job interview. You have to present on time when you have a job interview. Okay? That's good. Như vậy, on time, đúng giờ, present. Hiện diện, ngoài nghĩa là thuyết trình nha thì nó có nghĩa là hiện diện vậy nha. Và nếu bạn nhấn chữ present, bạn nhấn phần đầu present, chúng ta nhấn phần 1 thì nó lại mang một cái nghĩa khác nữa, đó là món quà, gift, gift, present, bạn phân biệt nha. Present, present, viết giống nhau nhưng mà nhấn khác nhau thì nghĩa của nó sẽ khác nhau. Như vậy, bạn thấy tiếng Anh có phức tạp không các bạn? Phức tạp. Nhưng mà thực ra tiếng Việt có phức tạp không các bạn? Tiếng Việt còn phức tạp hơn nữa. Giả sử như con chó đen thì chúng ta lại gọi là con chó mực. Con mèo đen thì chúng ta lại không gọi là con mèo mực, mà chúng ta lại gọi là con mèo mùn. Con ngựa đen thì chúng ta lại không gọi là con ngựa mùn, mà chúng ta lại gọi là con ngựa ô. Đó. Như vậy, thậm chí bạn là người Việt Nam chứ chắc bạn đã biết được những chữ là những cái này. Do đó làm sao mà người nước ngoài có thể biết được. Đó. Do đó các bạn đừng mong muốn rằng bạn sẽ hoàn hảo trong ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ quá rộng lớn, không có ai hoàn hảo, không có ai biết tất cả hết. Do đó bạn nếu bạn có vướng mắc gì về ngôn ngữ thì đó vẫn là một điều hết sức bình thường. Ok, so don't worry, đừng lo lắng bạn nha. Next. Chúng ta sẽ đi chi tiết vào cuộc phỏng vấn. Khi mà bạn vào cuộc phỏng vấn thì sẽ có người phỏng vấn hỏi bạn một số câu hỏi. Và chúng ta sẽ khảo sát một số câu hỏi thông dụng mà bạn có thể gặp phải. Như vậy, thông thường tất cả những interviewer đều hỏi bạn là bạn có những điểm mạnh nào và bạn có những điểm yếu nào. Điểm mạnh chúng ta sẽ có. Chúng ta có tính từ strong là mạnh, khỏe. Thì chúng ta có danh từ của nó là strength. Strength. Okay. Strength. Do đó ở đây chúng ta có thể nói là nhưng mà trước tiên đi vào cuộc phỏng vấn thì nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn giới thiệu về mình trước đã. Thì giới thiệu chúng ta có introduce. Okay, introduce là giới thiệu. Can you introduce something about yourself? Là bạn có thể can you introduce yourself, bạn có thể giới thiệu chính mình không? Can you introduce yourself? Bạn có thể giới thiệu chính mình không? Can you introduce yourself? Các bạn lưu ý là giới thiệu thì phải là giới thiệu. Đằng sau nó là một ngoại động từ. Introduce. Introduce. Ngoại động từ. Ngoại động từ có nghĩa là gì các bạn? Đằng sau của nó phải có một tân ngữ trực tiếp. Tân ngữ trực tiếp. Tức là phải có một tân ngữ. Chứ chúng ta phải có cái gì đó. Chúng ta không nói là bạn có thể giới thiệu rồi chúng ta dừng lại. Tức là giới thiệu phải gọi là giới thiệu cái gì. Đúng không? Can you introduce yourself?
hay là chúng ta thường nói là can you tell us, bạn có thể nói cho tôi biết một chút về bạn được không? Thì chúng ta thường nói là can you, nói cho tôi biết là tell me. Nếu mà nhiều người thì sẽ là tell us, một chút là a little bit. Về bạn là about yourself. Okay. Can you tell us a little bit about yourself? Bạn có thể nói cho chúng tôi biết một ít, một vài điều về bạn được không? Hay là bạn có thể nói là can you introduce yourself? Nếu bạn dùng introduce thì bạn lưu ý đằng sau của nó phải có cái gì đó, phải có giới thiệu là phải giới thiệu cái gì, không có bạn chỉ nói là bạn có thể giới thiệu không thì nó chưa có nghĩa bạn nhé. Okay. Can you introduce yourself? Hay là chúng ta có danh từ của introduce là introduction, sự giới thiệu. Okay, that's good. Sau khi bạn đã đi vào cuộc phỏng vấn, bạn đã giới thiệu rồi, thì nhà tuyển dụng có thể sẽ hỏi bạn những cái điểm mạnh của bạn là gì, điểm yếu của bạn là gì. Chúng ta có strong, tính từ mạnh, thì chúng ta sẽ có điểm mạnh là strength, hay là chúng ta có weak là điểm yếu, thì chúng ta sẽ có weak là yếu, tính từ yếu, thì chúng ta sẽ có điểm yếu là danh từ là weakness. Điểm yếu. Strong, tính từ mạnh, khỏe. Strength, điểm mạnh, sức mạnh. Weak, yếu. Weakness, điểm yếu. Ok, như vậy là bạn có thể nói cho tôi biết, thì chúng ta lại gặp lại câu hồi nãy. Can you tell me, hay là tell us. Nếu có nhiều nhà tuyển dụng thì người ta sẽ hỏi là, sẽ kêu bạn nói là tell us. Right. Can you tell us cái điểm mạnh của bạn là gì? Những cái điểm mạnh của bạn là gì? What là gì? Thì chúng ta sẽ dùng what. Điểm mạnh của bạn là your strength. What your strength? Điểm mạnh thì chúng ta sẽ thêm s vào nha, bởi vì các điểm mạnh are. What your strengths are. Ở đây mình giải thích cho các bạn tại sao chúng ta lại sử dụng chỗ này, chúng ta lại sử dụng không phải là what are your strengths. What are your strengths? Bởi vì đằng trước đã là câu bạn nói cho tôi biết, bạn hãy nói cho tôi biết những cái điểm mạnh của bạn. Như vậy đây là câu yêu cầu chứ đây không phải là câu hỏi. Nếu là câu hỏi thì bạn sẽ trả lời là bạn có thể nói cho tôi biết những cái điểm mạnh của bạn là gì, thì bạn chỉ trả lời tôi có thể rồi bạn dừng lại, đúng không? Nhưng mà đây rõ ràng là một câu yêu cầu, tức là người ta không phải hỏi là mình có thể nói hay không, mà người ta yêu cầu mình nói luôn. Đây là một câu, không phải là câu hỏi, do đó bạn sẽ không cần đào to be lên đầu hay đằng trước bạn đã thấy đã đào can you lên rồi, đã đào can you lên rồi, thì ở đây chúng ta sẽ không đào lần nữa bạn nhé. Chúng ta đào hai lần thì nó sẽ bị dư. Okay. Can you tell us what your strengths are? Bạn có thể nói cho chúng ta biết cái điểm mạnh của bạn là gì không? Hay là can you tell us what your điểm yếu là weakness? Số nhiều sẽ là weaknesses are. Can you tell us what your weaknesses are? Okay. Như vậy chúng ta sẽ có điểm mạnh này, điểm yếu này. Hay là người ta sẽ hỏi bạn về những cái bạn sẽ phải suy nghĩ về điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì. Ok. Như vậy chúng ta có strength, điểm mạnh. Điểm mạnh là gì? Điểm yếu là gì? Bạn có thể suy nghĩ về một vài cái điểm mạnh. Giả sử như bạn là một người
Bạn là một người trung thực. Honest. I am an honest person. Bạn là một người làm việc chăm chỉ. I am an hard working person. Đấy, tôi là một người chăm chỉ. Hay là tôi dễ thích nghi chẳng hạn. I am easy to adapt. Okay. With new environments. Như vậy adapt là động từ thích nghi vậy nhỉ? Adapt. Thích nghi with new environment. Environment chúng ta có. Okay, environment. I am easy to adapt with new environments. Tôi có thể dễ thích nghi với lại cái môi trường mới. Như vậy, điểm yếu, strength, thì chúng ta sẽ, điểm yếu là weakness. Điểm yếu này, các bạn có thể có một vài điểm yếu giống như là I am, điểm yếu là tôi dễ, hay là tôi thỉnh thoảng hay trì hoãn chẳng hạn. Như vậy chúng ta có hesitate, động từ trì hoãn. Tôi thường trì hoãn thì bạn sẽ nói là I often hesitate khi mà đưa ra quyết định. Như vậy tôi thì sẽ là I, thường là often, trì hoãn là hesitate. Hay là chúng ta có procrastinate cũng là trì hoãn vậy nha. Hesitate, procrastinate cũng là trì hoãn. Chúng ta có hai chữ này. Tôi thỉnh thoảng hay là tôi thường, các bạn nên nói là tôi thỉnh thoảng thôi, đúng không? I sometimes hesitate or procrastinate. Đó. Khi mà tôi đưa ra quyết định là when making decision. Đó. Chúng ta có making decision. Decision là quyết định, và make a decision, đưa ra quyết định. I am sometimes hesitate. I am sometimes procrastinate when making decision. Tôi thỉnh thoảng thì tôi hay lưỡng lự, hay chần chừ nhưng mà phải đưa ra quyết định. Okay. Hay là nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn cái gì nữa ạ? Nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn là tại sao bạn lại bỏ công việc cũ? Thì bạn nói như thế nào? Chúng ta có bỏ, chúng ta sẽ có chữ quit. Okay. Tại sao bạn bỏ công việc cũ? Tại sao chúng ta sẽ có chữ why? Và bỏ, quit, nó là động từ và đã xảy ra trong quá khứ thì bạn sẽ mượn chữ did, đúng không? Có động từ thì chúng ta sẽ không mượn to be mà chúng ta sẽ mượn do, does, did, can, could. Nếu bạn vẫn chưa rõ bài này thì bạn coi lại bài hướng dẫn cách đặt câu trong tiếng Anh thì bạn sẽ biết được điểm này nhé. Why did you quit your job? Đó. Why did you quit your job? Tại sao bạn đã lại bỏ việc? Thì bạn chuẩn bị câu trả lời là bởi vì tôi muốn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn chẳng hạn. Như vậy chúng ta because tôi muốn nhiều thử thách hơn. I want to luôn luôn có to bạn nha, nếu là có động từ đằng sau. Because I want to gánh vác là take on more, thử thách là challenge, và số nhiều là challenges, right? Challenges. Because I want to take on more challenges. Bởi vì tôi muốn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Because I want to get promotion. Bởi vì tôi muốn thăng tiến. Yeah. Because I want to get promotion. Promotion, get promotion là thăng tiến chúng ta vừa mới học hồi nãy bạn nha. Alright. Okay. Ngoài ra nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn cái gì nữa?
Trong quá trình bạn trả lời phỏng vấn, bạn nói tại sao bạn lại bỏ việc, nghỉ việc, thì bạn không nên nói xấu. Bạn không nên nói xấu về cái công ty cũ của mình, hay bạn không nói xấu về cái người sếp cũ của mình. Về nói xấu chúng ta sẽ có chữ OK. Chúng ta sẽ có back là cái lưng mà nhầm back. Như vậy chúng ta có bite là cắn. Như vậy back bite là nói xấu sau lưng, hay là chúng ta cắn sau lưng là nói xấu sau lưng đấy. Bạn không nên nói xấu sau lưng sếp cũ của bạn. You shouldn't back bite your ex-boss, right? Bạn không nên nói xấu sau lưng sếp cũ của mình, hay là bạn không nên nói xấu cái người yêu cũ của bạn, bạn gái cũ của bạn. You shouldn't back bite your ex-lover. Bạn không nên nói xấu người yêu cũ của bạn. OK, back bite, nói xấu sau lưng. Người ta có thể hỏi mình là tại sao tôi phải thuê bạn, tại sao chúng tôi nên xem xét thuê bạn chẳng hạn. Chúng ta có xem xét, consider, xem xét. Vậy bạn có thể nói là cái bảng bữa nay rất là khó xóa mọi người. Okay. Why, tại sao là why? Chúng tôi nên, như vậy chúng ta phải bỏ chữ nên lên đầu. Why should we? Bởi vì đây là câu hỏi thì chúng ta phải đào các trợ động từ, các động từ đặc biệt lên đầu bạn nhé. Why should we? Xem xét là consider. Và bạn lưu ý consider, nếu đằng sau nó có một động từ thì động từ đó sẽ là verb in, như đó. Chúng ta có thuê là employ đúng không bạn? Employ hay là chúng ta có hire đều là thuê. Vậy why should we consider hiring or employing you? Why should we consider hiring you? Why should we consider employing you? Tại sao chúng tôi nên thuê bạn? Hay là bạn mong muốn cái mức lương mong muốn của bạn là gì? Cái mức lương trông đợi của bạn là gì? Như vậy chúng ta có trông đợi là expect. Okay. Expect. Trông đợi, expect. Như vậy danh từ của nó là expectation. Như vậy cái mức lương trong trông đợi của bạn là gì? Chúng ta có mức lương là salary. Như vậy mức lương trong đời của bạn là gì thì chúng ta sẽ có chữ what. Và câu này các bạn để lướt qua xem nó có động từ hay không nha. Cái gì này là mức lương trong đời của bạn này. Như vậy mức lương trong đời không phải là động từ, do đó chúng ta phải mượn to be là is. Của bạn là what is your lương, thì chúng ta có salary. Expectation. Okay. What is your salary expectation? Cái mức lương mà bạn mong muốn là như thế nào? Do đó bạn có thể chuẩn bị những câu hỏi này để chúng ta đối phó với cuộc phỏng vấn, để chúng ta có thêm cái sự chuẩn bị tốt, bạn sẽ tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một lần nữa từ vựng. Và sau đó thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây các bạn nhé. Rồi, như vậy thuê là employ và không được thuê là unemployed, right? Hay là jobless, thất nghiệp. Chúng ta có unemployment rate, tỷ lệ thất nghiệp, rate, tỷ lệ. Chúng ta có get promotion, thăng tiến, hay là promotion còn có nghĩa nữa là khuyến mãi, đúng không các bạn? Chúng ta có
interview là cái cuộc phỏng vấn. Như vậy chúng ta có interviewer. Interviewer là cái người phỏng vấn bạn. Chúng ta có employee, người thuê. Và người thuê là employer, là người thuê bạn, tức là nhà tuyển dụng. Chúng ta có interview, cuộc phỏng vấn. Interviewee là cái người đi phỏng vấn. Hay là chúng ta có employee là cái người đi xin việc làm. Cái người lao động đấy. Hay trước khi phỏng vấn thì chúng ta phải chuẩn bị là prepare. Danh từ của chuẩn bị là preparation, có sự thay đổi về âm nhấn. Chúng ta phải nghiên cứu công ty, study, hay là research. Research, nghiên cứu. Nếu mà danh từ nghiên cứu, sự nghiên cứu là research. Chúng ta phải nghiên cứu cái company, là công ty, cái ngành nghề là industry. Chúng ta phải nghiên cứu cái vị trí, position, vị trí mà mình đang gánh vác là take on. Chúng ta phải hiện diện đúng giờ, present, hiện diện, có mặt. Ngoài ra nó còn có nghĩa là thuyết trình, present, thuyết trình. Nếu mà chúng ta nhấn vào một, nó lại tạo nên một chữ khác, đó là present, một món quà. Chúng ta trước cuộc phỏng vấn thì chúng ta phải introduce, giới thiệu về mình. Sự giới thiệu là introduction, có đôi should chúng ta sẽ nhấn trước nó, đúng không ạ? Khi mà đã vào phỏng vấn rồi thì người ta sẽ hỏi mình về những cái điểm yếu, điểm mạnh của mình. Chúng ta có điểm mạnh là strength, điểm yếu là weakness. Một vài điểm mạnh của bạn giống như là honest, trung thực, hay là bạn là hardworking, làm việc chăm chỉ chẳng hạn. Hay là bạn dễ thích nghi, easy to adapt, thích nghi. Một số điểm yếu của bạn giống như là hesitate hay là procrastinate, bạn hay lưỡng lự, hay chần chừ. Và khi mà vào phỏng vấn rồi, người ta sẽ có thể hỏi bạn một vài câu nữa, giống như là tại sao bạn lại nghỉ việc, bỏ công việc trước. Như vậy chúng ta có bỏ là quit. Và trong cuộc phỏng vấn thì bạn không nên nói xấu sau lưng cái sếp cũ của mình. Nói xấu sau lưng, chúng ta có lưng là backed, và cắn sau lưng là backed bite. Nói xấu sau lưng. Người ta có thể hỏi mình là ngoài ra người ta còn có thể hỏi mình là cái mục đích lâu dài, cái mục tiêu của bạn. Mục tiêu của bạn là gì? Chúng ta có mục tiêu là goal. Như vậy người ta sẽ hỏi là what is, là mục tiêu của bạn là gì? What is your goal? Hay là người ta sẽ có, chúng ta sẽ có short là ngắn, short term goal. Đó, cái mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì? Cái mục tiêu dài hạn của bạn là gì? Là long term, short term ngắn hạn, long term dài hạn, goal. Goal. Đó. Rồi, tại sao chúng tôi phải thuê bạn? Tại sao chúng tôi phải xem xét cái việc thuê bạn? Why should we consider hiring you? Đấy. Và cái mức lương trong đời của bạn là gì? What is your salary expectation? Expectation là sự trông đợi. Hay là bạn trông đợi để nhận được bao nhiêu? How much do you expect to earn? How much do you expect to earn? Bạn trông đợi kiếm được bao nhiêu tiền từ công ty của chúng tôi mỗi tháng? Như vậy đó là một số câu hỏi và từ vựng quen thuộc liên quan tới chủ đề job interview. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái topic này. Nếu mà bạn có bất kỳ ý kiến, bất kỳ góp ý nào thì bạn vui lòng hãy comment vào ô comment bên dưới này của Hello Coffee, thì mình sẽ điều chỉnh cho chương trình phù hợp hơn với các bạn. Thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu bạn chưa subscribe kênh của HelloCoffee.vn thì bạn hãy subscribe để kênh, để xem được bài giảng mới, nhiều bài giảng hơn nữa. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng giúp mình chia sẻ nó với tất cả bạn bè của mình. Thanks for watching. Goodbye for now and have a nice day. See you next time. Bye.